Sáng nay, ngày 10 tháng 2, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã tới dự lễ giao nhận quân tại huyện Bát Sát. Buổi lễ giao nhận quân tại huyện Bát Sát diễn ra trong khí thế sôi nổi. Đợt giao quân năm nay, huyện Bát Sát có trên 100 tân binh lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát và nắm chắc số lượng trong độ tuổi nhập ngũ, địa phương đã thực hiện tuyển chọn đúng quy trình, quy định. 100% thanh niên Bát Sát lên đường nhập ngũ đợt này có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, trình độ văn hóa đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu tuyển quân đề ra. Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản, Phó Tư lệnh Quân khu 2 Phạm Hồng Trương đã tặng hoa chúc mừng, mong muốn các tân binh tôi rèn ý chí, bản lĩnh, phát huy trí tuệ, sức trẻ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Tại thành phố Lào Cai, lễ giao nhận quân năm 2023 tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ diễn ra trang trọng. Đợt giao nhận quân năm nay, thành phố Lào Cai hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của thành phố được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Các thanh niên nhập ngũ đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chúc mừng và động viên các tân binh chuyên tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Sau lễ giao nhận quân, các tân binh ở địa phương đã về các đơn vị Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Lào Cai.